mắc loạn luôn. Cô dâu mà mặc sơ rê nó đi khít luôn rồi. Dạ. Ê, chụp bê dâm tắm đi á. Người đẹp đến từ Hồng Kông. Ô mắc loạn luôn. Mắc loạn luôn nha. Ấy. Wow, suối đẹp lắm chị Thi ơi. Thích không chị Thi ơi? Gió mát lắm. Đâu đâu đâu, đợi xí. Đợi xí là xí đã. Giống như máy phun sương á. Ok vậy. Hello, chào Nick Nguyên Lê nha. Chúc Nguyên Lê một ngày tốt lành nha. Đã lắm bé ơi. Đủ, đã lắm. Lời xin lỗi đã có rồi. Wow, thật là hùng vĩ. Sang qua dùm chút thôi được. Đó, uống nước đỡ luôn nè. Làm gì luôn vậy đó? Đi chứ thiệt. Rồi đây, chú Huy chụp đầu người con hết mỏi tay quá. Chị mà mỏi tay trời ơi. Cầm giống như Huy chụp hình cái đại nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hồ là cắt. Nè, chụp bay cái bụng luôn nè. Mà đăng lên là bị mất cái chân rồi. Đâu mất. Sâu làm gì sâu? Sâu, sâu, sâu. Sâu, lấy cái đầu té xuống trời ra trơn á. Sâu, sâu đi lên sâu. Được rồi đó. Lên sâu, sâu. Cái này mà nhạo xong xuống tắm thì ủ quá này. Nhạo xong mà xuống không được xuống tắm thì ủ quá này. Cái này mà uống đây mà lại lấy cái công cụ mà. Mô đây thì ra đây thôi chứ. Ồ, ý là bác mà ăn xuống rồi bác đồ về lại á. Ừ. Ê, ở đây là xong là dục hết luôn, không có đem một cái gì về đó. Ừ. Đem đồ khô, có rồi bia rồi là uống dục. Dưới nó có quán kìa. Đó, có phòng trời, dưới nằm có cái hồi. Ừ. Ừ. Hai đứa. Thank you.